Vào khoảng 1 giờ 40 phút rạng sáng nay 30 tháng 9, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xảy ra vụ va chạm giao thông. Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34H037.54 kéo rơ móc biển kiểm soát 34R049.49 bị xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H014.60 kéo rơ móc biển kiểm soát 15R052.55 đi từ phía sau đi vượt lên va chạm vào sườn xe bên trái. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng vụ va chạm giao thông này khiến xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H014.60 đâm vào nhà dân ven đường và bốc cháy, khiến nhà dân cũng bị cháy lan. Nguyên nhân vụ va chạm đang được Công an huyện Kim Thành điều tra làm rõ.